Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin bóng đá ngày hôm nay Như vậy là 16 cái tên đã vượt qua vòng bảng Euro 2024 đã được xác định Và 6 đội đầu bảng là Đức, Tây Ban Nha, Anh, Áo, Romania, Bồ Đào Nha Còn 6 đội nhì bảng sẽ là Thụy Sĩ, Italia, Đan Mạch, Pháp, Bỉ, Thổ Nhĩ Kỳ Còn Slovakia và Hà Lan, Georgia, Slovenia là 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất 8 cặp đấu ở vòng 1.8 Euro 2024 sẽ gồm Thụy Sĩ sẽ gặp Italia vào ngày 29 tháng 6 lúc 23 giờ. Đức sẽ gặp Đan Mạch vào ngày 30 tháng 6 lúc 2 giờ. Anh và Slovakia sẽ gặp nhau vào ngày 30 tháng 6 lúc 23 giờ. Tây Ban Nha sẽ gặp Georgia vào ngày mùng 1 tháng 7 lúc 2 giờ. Pháp và Bỉ sẽ gặp nhau vào lúc 23 giờ ngày mùng 1 tháng 7. Bồ Đào Nha sẽ gặp Slovenia vào lúc 2 giờ ngày mùng 2 tháng 7. Romania sẽ gặp Hà Lan vào lúc 23 giờ ngày mùng 2 tháng 7 và cuối cùng là Áo sẽ gặp Thổ Nhĩ Kỳ vào lúc 2 giờ ngày mùng 3 tháng 7. Thì khi mà nhìn vào đây, anh em có thể thấy ngoài cái cặp đấu là Pháp và Bỉ thì các ông lớn như là Tây Ban Nha, Đức, Bồ Đào Nha, Hà Lan hoặc là Anh sẽ đều chỉ chạm trán với các đối thủ dưới cơ của mình. Điều này đồng nghĩa với việc nếu như mọi chuyện mà diễn ra suôn sẻ thì người hâm mộ sẽ được chứng kiến những cái cuộc đại chiến thực sự tại vòng tứ kết. Ở nhánh trên của Tây Ban Nha có thể đụng độ Đức ở tứ kết, còn Bồ Đào Nha là đối thủ tiềm năng của Pháp. Trong khi đó, ở nhánh dưới thì Hà Lan có thể hẹn áo ở tứ kết, còn Anh và Italia biết đâu đó sẽ tái hiện lại được cái trận chung kết Euro 2021. Nhiều bất ngờ sẽ xảy ra và có thêm những cú sốc lớn ở cái vòng 1.8. Rõ ràng nhánh dưới với Hà Lan, Anh và Italia đang nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với nhánh trên khi cả Tây Ban Nha, Pháp, Bồ Đào Nha đều quy tụ. Italia sẽ là cái đội tuyển mở bát ở cái vòng 1.8 Euro 2024 với trận gặp Thụy Sĩ trên sân Olympic diễn ra vào lúc 23 giờ ngày 29 tháng 6 và ngay sau đó là đến lượt đức và anh ra sân lần lượt gặp đan mạch và slovakia cảm ơn các bạn đã lắng nghe và xem hết bản tin bóng đá của chúng tôi hãy like và đăng ký kênh nếu như thấy hay còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại